một miếng chanh ấy. Hai bên giống nhau, y hệt nhau. Chùa lắm các bạn. Mình mới mua nhá các bạn nhá. Rồi. Bây giờ chúng mình đi về. Đội nào thua thì mỗi người ăn miếng chanh ấy. Bây giờ chúng mình sẽ đổ ra giấy nhá. Giấy ăn dần sải. Vừa ngon vừa nhanh. Vừa có thể suy dinh dưỡng. Bia này cay lắm các bạn. Xe lượn các bạn ạ. Ăn một cái rồi các bạn. Uống mấy ngụm nước. Chuẩn bị chưa? Bên này rồi, ăn một. Bên kia xong chưa? Là liều. Okay. Bên kia vẫn sát cùng tùng. Một, hai, ba. Cay. Cay. Cay lắm các bạn. Không biết các ăn hết được không? Các bạn ơi, từ từ mình đi cả nhá. Mời các bạn ăn nhá. Siêu cay tốc độ 1000. Mình ra trở lại và lại hạ thân. Sư. Thôi thấy thua rồi. Chứ có y mất lúc. Kể cả nước mắt các bạn ở đây. Các bạn ngoài cứ tèo mông mình cho cái. Các bạn mình cho cái nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này em đen lắm. Mẹ à, nhìn mình à. Mình còn một cái thôi nhá. Bọn mình đã chiến thắng. Yes. Chưa. Hết rồi nha. À, hết rồi các bạn. Nhớ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào thì hay thì cho một like, subscribe ở bên dưới, đăng ký kênh của mình nha. Đều clip của mình.